Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki ở mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki ở mình. Và ngày hôm nay thì Banana Free Fire ra mắt chúng ta, đó là ngày hội mua sắm trừ 75%, quá thơm. Đấy, quá thơm và ngon luôn, vào test cho anh em luôn, còn gì nữa. Ngày hội mua sắm có cái gì đây? Đấy, mấy bộ đồ này thì mấy bộ đồ từng ra mắt rồi. Lần này thì cái ngày hội mua sắm này nó sẽ không có đồ gì mới nhỉ anh em nhá. Đấy, mấy cái bộ đồ rapper này thì anh em đã có hết rồi. Thế thì mua cái gì ở đây? Đấy, có hai thứ mà mình khuyên anh em nên mua ở đây. Một là các loại vé vòng quay, với vé vòng quay ở đây cực kỳ rẻ. Hai, đó chính là cái thẻ đổi tên. Đấy, thẻ đổi tên rất hiếm khi là giảm giá. Đấy, tôi không biết là anh em có nhu cầu đổi tên nhiều hay không. Thẻ đổi tên là một trong những cái mà anh em cần sẽ phải săn. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có cái thẻ đổi tên ở trong cái hành hội mua sắm của mình. Có một số bạn thì sáng nay có nói là trong ngày hội mua sắm các bạn ấy thì không thấy có thẻ đổi tên. Đấy, thế nó mới kỳ lạ. Đấy, đôi khi nó có những cái điều rất kỳ lạ đến từ bên gà rán anh em ạ. Vâng, gà thiên đạo này ảo lắm. Đấy, thì cái đồ này ấy, thì mình khuyên anh em là đừng lấy hòm súng này. Hòm súng nó cũng đang tương đối đắt với cái giá này. Và anh em có thể chọn là vé vòng quay này, hoặc là anh em mua một số các cái hộp đang được giảm giá, những cái hộp mà để quy đổi đồ. Ví dụ ở đây có cái hộp đồ nhân 10. Đấy, cái hộp nhân 10 kia nó làm cái hộp để chúng ta quy đổi đồ, quy đổi huy hiệu ấy, thì đây nó sẽ có lời hơn. Đấy, ngoài ra thì mấy cái ba lô hay là mấy cái đàn anh em thích thì anh em mua cũng được, mà anh em không thích thì không sao. Nhưng mà thực ra là mấy cái đàn mấy mấy cái kiếm ở đây thì bên Anna bán đắt vãi. Đấy, chúng ta đợi trong mấy cái vòng quay khác thì ra nó cũng sẽ dễ hơn. Tuy nhiên thì đây mình cũng mua tạm thôi, chứ cũng gọi là mua để minh họa cho anh em thôi, chứ mấy cái đồ này thực ra mình cũng chả thiết dùng lắm. Đấy, chủ yếu đây thôi, thẻ đổi tên đây thôi. Chủ yếu là chúng ta tìm thẻ đổi tên nha anh em nhé. Trang phục thì không nên. Đấy, trang phục thì không nên. Đấy, theo mình đánh giá thì trang phục anh không nên mua, vì kể cả giảm giá 75% đi, nhưng chúng ta phải mua 3 đồ cộng vào thì giá nó phải rất là đắt. Đấy, nên là cái vòng quay này thì anh em cố gắng là mua thẻ đổi tên. Với cả lần này ấy, thì những cái bộ trang phục ở trong cái ngày hội mua sắm ấy nó không được đẹp lắm. Đấy, chúng ta có thể thấy là nó không được đẹp lắm. Từ mặt lãnh chúa sa mạc với quần phong cách gangster, với cả cái đồ rapper thì lấy làm cái gì? Đấy, lấy làm cái gì? Mua thẻ đổi tên thôi. Đấy, mua thẻ đổi tên thôi. Còn ông nào mà thừa tiền ấy thì mua hết. Đấy, ông nào thừa tiền thì anh em cứ mua hết cho tôi. Đấy, còn anh em nào mà không thừa tiền thì mình phải mua gì mà nó khôn ngoan hơn. Đấy, thì anh em nào mà không có thẻ đổi tên ở trong này ấy, thì là do nhân phẩm của nhá anh em nhé. Tại vì một số tài khoản thì sẽ có thẻ đổi tên và một số tài khoản thì sẽ không có thẻ đổi tên. Đấy, ngoài ra thì một số cái khác mà anh em có thể mua với giá tương đối rẻ trong này, đó là thẻ tạo phòng. Thì thẻ tạo phòng là một cái mà anh em có thể mua được. Hoặc là cái hành động, thì ở đây chúng ta có cái hành động bắn ráp ấy. Hành động bắn ráp này thì mình check là đợt này thì bán có vẻ rẻ hơn cái đợt đầu nó mới ra. Ok con dê, thì ở trong cái sự kiện này thì chúng ta sẽ ngày hôm nay ấy, thì cái trang FIFA truyền kỳ, trang Hai Zato FIFA truyền kỳ ấy, nó đã đóng lại mất rồi. Và như vậy chúng ta sẽ không có cái shop nâng cấp để mà chúng ta đổi được quà giống như ở server nước ngoài. Mà như vậy là cái quà chúng ta nó chỉ có shop cơ bản thôi, và bên Anna FIFA nó đóng lại luôn. Đấy, thì cái này nó mang lại cho anh em khá nhiều sự hụt hẫng. Nói chung là tôi cảm thấy cái này không hài lòng lắm, nhưng kệ tôi có phải là Gaena đâu. Đấy, tôi phải Gaena đâu anh em. Đấy, càng đét là khét là lẹt luôn. Thì World Series sắp ra mắt rồi, và World Series thì nó sẽ mang lại cho chúng ta cái gì? Ở đây chúng ta thấy là 3 ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện World Series, tức là nó sẽ bắt đầu vào đúng ngày 13 tháng 5. Thì như chúng ta đã biết, chúng ta sẽ có một cái quà free, đó là cái hành động FFWS này. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ còn có rất nhiều những cái quà khác mà mình sẽ hé lộ cho anh em đấy, ngay sau khi mà cái phần quảng cáo nho nhỏ này nó sẽ kết thúc. Ok con dê, anh em mà đang có nhu cầu mua tai nghe thì đừng quên ghé qua đó Riaki Store, shop tai nghe dành cho game thủ FiFi đấy. Thì khi mà mua một tai nghe bất kỳ RP12, G Pro hay là G10, anh em sẽ nhận được ngay đó là một con mô hình mini. Đấy, tất nhiên là miễn phí rồi. Đấy, anh em sẽ được nhận ngay một con mô hình mini nha anh em nhá. Và cái này thì số lượng có hạn, nên anh em mà đang có nhu cầu mua tai nghe thì anh em nhanh lên thôi. Đấy, quẩy lên thôi, quẩy lên thôi. Ok, ở đây giờ thì sẽ là thông tin liên quan đến chung kết của Free Fire World Series ngày 21 tháng 5 tại Sentosa. Thì khi mà đạt được 200.000 lượt xem ấy, chúng ta sẽ nhận được đó là một cái hành động vô địch thế giới. Hành động này thì mình vừa cho anh em xem rồi, và thêm 3 thẻ tạo phòng nữa. Đấy, thơm chưa? Đấy, tức là ngoài cái hành động thì thêm 3 thẻ tạo phòng, 150
250.000 view chọn một trong ba cái đồ, đó là một cái bom keo, ba cái bom keo, ba cái bom keo này thì đều hình đầu rồng. Đấy, tiếp theo là 100.000 view thì chúng ta sẽ nhận được đó là ba cái vé bom quay màn kim cương, ba vé bom quay màn súng và chọn 125 nhân vật. Đấy, chọn 125 nhân vật thì bây giờ tôi không biết là cái chọn nhân vật này nó còn hấp dẫn hay không, bởi vì bây giờ tất cả nhân vật anh em đều đã có thể nhận được rồi. Thì cá nhân tôi nghĩ là bên Anna Free Fire có thể cho chọn đồ độc quyền nhân vật đấy thì mình nghĩ là sẽ ngon hơn, tại vì đồ độc quyền nhân vật thì mọi người bây giờ lại đang cần cái đấy. Đấy, bây giờ chính cái đồ độc quyền nhân vật thì mọi người lại đang cần. Đấy, chứ còn mấy cái đồ kia chính là mọi người không cần lắm. Đấy, tôi nói thẳng như vậy luôn. Đấy, cái hành động WWS này thì nó cũng được. Hành động vô địch thế giới này nó theo phong cách hơi uốn éo. Đấy, anh em thấy được thì anh em úp thôi. Đấy, thì năm nay ấy, thì cái chung kết thế giới chúng ta ấy, sẽ không có skin súng nào cả. Năm ngoái ấy, thì cái mốc mà chúng ta cần đạt được là 350.000 view. Thì năm ngoái anh em cũng đạt được rồi. Đấy, năm ngoái thì 350.000 view thì anh em đã đạt được rồi. Và năm ngoái thì chúng ta đã nhận được khẩu MP40 truy sát. Đấy, nhưng mà năm nay thì có lẽ chúng ta sẽ không nhận được cái gì hết. Năm nay tôi thấy là chúng ta sẽ chỉ nhận được đó là cái nịt đến từ bên Nga là Free Fire thôi. Đấy, mà không biết, và năm nay thì cái giờ bắn chung kết thế giới ấy sẽ là 8 giờ tối, thì đây cũng là một cái giờ mà nó tương đối muộn. Đấy, cái giờ này tương đối muộn và như vậy thì cái nó sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ người xem. Tại vì thời gian gần đây thì tỷ lệ người xem Free Fire của chúng ta nó cũng đã bắt đầu giảm đi, tại vì người chơi bây giờ cũng đã không còn hứng thú nhiều với giải đấu nữa rồi. Đấy, sau đây chúng ta cứ nhìn thấy số view ở trên kênh Ria Kim mình thì chúng ta đã biết rồi. Đấy, không biết là đợt tới thì theo anh em mà tôi có nên mở thêm một cái lĩnh vực gì khác hay không. Anh thì nhảy lên với chúng tôi này. Đấy, đợt này anh em bây giờ anh em chắc là cũng bận học bận làm, anh em ít xem, ít chơi, ít xem Free Fire hơn. Đấy, mấy cái review sự kiện tôi nó bắt đầu gọi là hơi buồn rồi, hơi lỗi thời rồi. Đấy, thì không biết là anh em thích xem nội dung gì. Ôi trời, nhảy lên. Vâng, một thằng nhảy lên đã chết rồi. Vâng, ông ấy còn nhảy lên theo đó. Vâng, một thằng nhảy lên đã oảng rồi. Ông ấy còn nhảy lên để gọi là cống hiến. Chỉ cống hiến thì mình xin thôi. Cống hiến thì mình xin thôi chứ còn gì nữa. À, bắn cậu từ xa. Thằng kia bắn ghê đấy. Thằng kia bắn cậu ghê đấy. Bắn ghê của nó đấy. Đấy, thằng kia bắn với cậu cũng ghê của nó đấy. Này thì bắn bố này. Ấy à, có một thanh niên đục keo à? Đục keo thì mình đứng lơ sâu dưới này. Ái chà. Đấy, nào qua đây đục keo đây. Qua đây đục keo đây, bắn nó hỏng người luôn. Hỏng người luôn. Năm nay thì tôi nghĩ là bên Anna Free Fire sẽ phát chúng thêm một cái skin súng nữa cơ. Tại vì thực ra sự kiện Free Fire World Series là sự kiện lớn nhất ở trong năm rồi. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì mọi sự đã vỡ ra. Đấy là bên Anna Free Fire năm nay sẽ không có bất kỳ một skin súng nào tặng cho chúng ta. Đấy, buồn thật sự, buồn sương sương. Đấy, tôi nghĩ là buồn sương sương anh em ạ. Ngay cả trong cái sự kiện cổ vũ SEA Games thì chúng ta cũng sẽ chỉ được cái bom keo lễ hội cộng thêm một cái hành động đó là hành động nâng xưng vương thôi. Nhưng mà cái điều kiện lấy hành động xưng vương thì nó khó vãi trưởng. Đấy là đội Kingman hoặc là đội Team Flash Free Fire Việt Nam phải là những nhà vô địch SEA Games thì chúng ta mới được nhận. Nói chung là quá khó anh em ạ, quá khó đội bắn chó. Đấy, nói với anh em quá khó luôn. Đấy, cực kỳ khó là cái mà tôi đang được thấy trong những cái sự kiện ở trong tháng này. Đấy, cuối cùng thì cứ nghĩ là cả cái tháng 5 này sự kiện nó sẽ thơm, nhưng cuối cùng thì sự kiện nó khá là bình thường. Cái cô Hương ngồi cổng trường bán nước đường. À, thằng này cậu nó đứng ở trên điểm cuối này. À, làm sao? Ui, ui nó bắn đấy. Ui, nó bắn mình vẫn gần chết ạ. À. Ui, quát ra kill luôn. Đấy, nó bắn mình gần chết ạ. À. Nguy hiểm thật sự. Đấy, team tôi bắn như nồi anh em ạ, thề luôn, team mình bắn như nồi luôn, team mình bắn lại còn AFK nữa, quýt thì nó không quýt hẳn mà loại AFK, cay thật sự, đấy, cay thật sự anh em ạ, và càng đét là khét là lẹt luôn. À, một pha đẩy lên đến được vị trí của Rika Kia, streamer gà nhất Việt Nam. Hành động này sẽ được free toàn thế giới. Tôi nghĩ chắc là sẽ được free thôi. Tại vì là cái mốc 200.000 view thì anh em đẩy lên được một nốt nhạc. Anh em chơi cái sự kiện gì nhỉ? Đợt trước hôm trước anh em qua cái mốc của cái giải VPL ấy, VPL đấy để mốc là 350.000 view thì nhận được cái skin Scar đấy, nhưng mà chúng ta đạt được khoảng hơn 200.000. Đấy, tôi nghĩ là này chắc cũng được 200.000 thôi. Chỉ có điều là lần này thì không có HQ Sport lẫn cả Heavy, mà xin ngay cái đầu. Đấy, bởi vì là không có HQ Sport và Heavy nên cái khả năng mà chúng ta nhận được nó sẽ thấp hơn. À, một thông tin nữa mà mình muốn hé lộ cho anh em ấy là cái sửa chế tác tiếp theo của chúng ta ấy, theo tin đồn thì sẽ là khẩu AUG nha anh em nhá. Đấy, à mọc lốp của chúng tôi. Đấy, mọc lốp của chúng tôi này. Nào, ra đây nữa đây. À, này có MP40 này, xin luôn ở MP40, ngọt. Thì chúng ta sẽ có cái khẩu chế tác là AUG, thì tôi nghĩ là chắc là cái khẩu mạnh nhất sẽ là 2 tốc bắn 1 sát thương hoặc là 1 tốc bắn 2 sát thương, để bên Anna Free Fire sẽ để dành 2 tốc bắn 1 sát thương cho AUG nâng cấp.
Đấy, thì cái khẩu AUG hiện tại thì nó cũng không có nhiều skin lắm, anh em chủ yếu là sử dụng AUG thời không thôi. Có một số những cái hé lộ về cái hình ảnh của khẩu AUG, nhưng mà cá nhân tôi thì đánh giá là cái hình ảnh này chắc là fake. Đấy, hình ảnh này chắc là ảnh giả thôi, tại vì bây giờ mà làm súng mà không theo kiểu hầm hố mà theo kiểu gọi là trông gọi là hoành tráng ấy thì chắc là người ta cũng không mua. Một thằng đấy, hai thằng ôi lại khoát ra kêu ấy. Đấy, bây giờ mà làm kiểu không hoành tráng chắc là người ta không mua đâu. Thế tôi nghĩ là cái ảnh mà người ta hé lộ trên mạng ấy chắc là ảnh pha ke thôi đấy, chứ không phải là ảnh thật. Nói chung là cái đợt này thì World Series nó cũng sẽ có một chuỗi các sự kiện khác nhau. Đấy, ngoài cái sự kiện mà chúng ta vừa lấy con dao free nhá, ngoài sự kiện bách phát bách trúng này, lấy con dao free này, tiếp theo là đến cái sự kiện mà chúng ta cày view này của World Series thì chúng ta sẽ có thêm một vài những cái nội dung khác nữa. Đấy, chúng ta sẽ có một vài nội dung khác nữa, ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái sự kiện để chúng ta nhận ba lô này, hòm này, hết các thứ. Nhưng mà tất cả sự kiện đấy nó sẽ bắt đầu sau ngày 15 tháng 5. Đấy, tức là sau ngày 15 tháng 5 thì chúng ta mới có cái sự kiện cày quà đấy. Tại vì là sao? Tại vì là từ 13 đến 15 tháng 5 thì chúng ta sẽ tập trung cổ vũ SEA Games, nên chúng ta sẽ hoàn toàn là tham gia các sự kiện SEA Games. Lần này nó có hai sự kiện nó chồng lên nhau, nhưng mà thực ra thì tôi thấy là cái chuỗi sự kiện SEA Games nó làm đơn giản, thì còn không biết là cái trang sự kiện ở World Series năm nay thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động gì mà nó đặc biệt hay không. Đấy, thì đó là một số thông tin mang đến cho anh em trong video này nha. Đấy, ui hồi, tôi giải quyết nốt mấy thanh niên đã cho quả liệu. Đấy, cho quả liệu luôn. Đấy, cho quả liệu. À, ui thì mình còn bắn cả súng bắn tỉa để được cover. Lại móc lốp ạ. Lại móc lốp, lại xin cái đầu. Móc lốp là mất đầu. Tôi nói với anh em, móc lốp là mất đầu ngay. Tôi nghe tiếng chân, tiếng súng chuẩn lắm. Đấy, bây giờ các bạn, đợt này mình dùng mấy cái tai nghe chuyên dụng game mình. Hồi trước tôi cũng chả để ý cái đấy đâu. Đấy, nhưng mà bây giờ thì cái bên shop hợp tác của tôi họ cho tôi mấy cái tai nghe. Ui, nghe rõ mồn một anh em ạ. Nghe gọi là rõ mồn một luôn. Bây giờ đại bàng gaming, đại bàng gaming bằng rồi. Đại bàng gaming quảng thật sự rồi. Làm sao? Ý, càng đét nó khác là lét luôn. Nào, một pha đẩy lên đến vị trí của Rika Khịa. Rồi, streamer gà nhất Việt Nam. Úi ôi, thằng chết rồi. Ông Oi chết rồi. Để tôi. Bây giờ tôi lại học cái bài móc lốp của địch. Mình qua mạng đây rồi. Hai thằng một. Ăn đòn này. Bắn này. Trời cậu này, ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại anh em. Đừng quên là bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình trong tương lai để cập nhật các thông tin của Free Fire nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại anh em và chúc anh em có một ngày vui vẻ.